Chào quý anh chị quay trở lại với kênh Bất Động Sản của Ngọc Linh. Trong video này cũng là một sản phẩm ngay tại khu đô thị Cát Tường Phú Sinh, ngay tại xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Thì khu đô thị Cát Tường Phú Sinh là một trong những khu đô thị lớn tại xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, với quy mô hơn 100 hecta. Thì ngay trong video này sẽ giới thiệu với quý anh chị một nền đất nằm trên một tuyến đường trục. Tuyến đường trục này là đường trục D33 với diện tích 4x20m. Thì hiện nay khu vực này khách hàng đã về xây dựng cũng như về ở rất là đông. Quý anh chị có thể xem toàn cảnh trước khi Linh giới thiệu nền đất cho chúng ta. Thì ở sau lưng chúng ta này, có một căn nhà đang xây dựng lỡ cỡ, và một căn nhà ở đây đang sửa chữa này. Một căn nhà này đang sửa chữa lại. Với mẫu mã Linh xem căn nhà thì khá là đẹp. Còn ngay tại đây quý anh chị đi thẳng ra ở phía đường này, đi thẳng khoảng tầm 100m, chúng ta sẽ ra ngay tới kênh KT11, con đường đi thẳng về khu công nghiệp Đức Hòa 3. Và hiện nay con đường đã thông suốt nha quý anh chị. Rồi quay lại với nền đất của chúng ta. Nền đất của chúng ta là nền đất ở ngay phía trước mặt quý anh chị đây. Một nền đất 4m x 20m nha quý anh chị, 4x20m. Phía sau lưng của chúng ta là công viên. Phía sau đấy quý anh chị đi khoảng tầm, bỏ cái lóc đất này, chúng ta qua lóc bên kia, đó là công viên Nhật Bản, rất là đẹp. Và ở phía nền đất của chúng ta, trước mặt của chúng ta quý anh chị, là đi thẳng về phía trước này luôn nè, là công viên Thế Giới Tuổi Thơ, công viên Khủng Long, và cũng như là công viên Hoa Đăng ở ngay tại vị trí gần chúng ta. Thì quý anh chị sẽ cùng lên xem chi tiết nền đất này. Thì với con đường của chúng ta là 8m và vỉa hè 3m mỗi bên nha quý anh chị. Đường 8m nè. Bên hông này nhà đang sửa chữa cải tạo lại nè. Và vỉa hè chúng ta là 3m mỗi bên. Phía trước này quý anh chị di chuyển khoảng tầm chưa tới 100m là chúng ta ra tới đường KT11 rồi. Thì hiện nay khu vực này tiện ích cũng có khá là nhiều. Nền đất của chúng ta là nền đất ngay phía trước quý anh chị đây, với diện tích là 4x20 nhé quý anh chị. 4x20, vị trí từ chỗ mép vỉa hè đây đi ra phía sau, đụng với lại cái mép nhà bên kia. Hiện nay nền đất cao ráo và đã có cắm cọc ranh hết quý anh chị, cắm cọc ranh đầy đủ hết cho quý anh chị luôn. Để quý anh chị xem tổng thể cũng như toàn cảnh tại khu vực này. Thì hiện nay chủ đang bán với giá chỉ có đúng 1,2 tỷ cho nền đất 4x20, vị trí khu dân cư đông cũng như là vị trí đường trục. Thì so sánh về giá của những sản phẩm được này, thì đây là một sản phẩm giá tương đối là phù hợp với quý vị, quý anh chị. Và với cái giá này thì chủ đã chấp nhận cắt lỗ khoảng tầm 250 triệu so với cái giá trước đây khách hàng người ta họ mua. Thì trên đây là một số chia sẻ của Linh về sản phẩm hôm nay. Thì quý chị nào quan tâm sản phẩm này thì hãy gọi ngay cho Linh qua số điện thoại 0909 264 349. Và quý chị hãy nhớ đăng ký kênh của Linh để cập nhật những sản phẩm bất động sản tại khu vực Đức Hòa. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý chị.